Chào các bạn. Trong chương trình hướng dẫn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số điểm về ngữ pháp cũng như đàm thoại, cấu trúc, ngữ cảnh trong tiếng Anh. Bài đầu tiên các bạn sẽ đi với Simple Present, thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn được thành lập công thức khẳng định, phủ định và nghi vấn. Ở công thức khẳng định, đối với động từ thường, các bạn sẽ là chủ ngữ cộng động từ V1, VS hoặc là ES. Khi nào mình sử dụng V1, VS hoặc là ES, các bạn sẽ đi ở slide tiếp theo. Đối với thể phủ định ở động từ thường, các bạn sẽ mượn trợ động từ don't hoặc là doesn't, động từ nguyên mẫu, V0 không phải V1. Phân biệt giữa V0 và V1 ở hướng dẫn tiếp theo. Đối với thể nghi vấn, các bạn sẽ mượn trợ động từ do hoặc là does để mới tới chủ ngữ rồi V0 có dấu chấm hỏi. Tôi phân biệt cho các bạn giữa V0 và V1. Hình thức V0 và V1 hầu như gần giống nhau. Tôi lấy ví dụ như bạn động từ play hoặc là take, vân vân. V0 và V1 giống nhau, riêng động từ to be và động từ to have. To be của bạn và to have là V0. V1 của to be là am, is, are. V1 của to have là have, has. Cho nên khi bạn mượn trợ động từ sẽ về nguyên mẫu là V0. Bạn không thể nào là don't is hoặc là don't am hoặc là don't are mà sẽ là don't be. Ok. Rồi chúng ta sang phần một số điểm ghi chú ha. The simple present tense takes one of two forms of, depending on the subject. Thì hiện tại đơn sẽ có hai hình thức tùy thuộc vào chủ ngữ. Hình thức thứ nhất, base form, động từ giữ nguyên, không chia gì cả. Thứ hai, S or ES form, động từ thêm S hoặc là ES. Các bạn nhìn vào màn hình ha. Ba dạng đầu của các bạn, I, we, you, they, plural nouns. Plural nouns của các bạn là danh từ số nhiều. Động từ các bạn sẽ giữ nguyên không chia, khi ở thì hiện tại đơn. Ba dạng tiếp theo, he, she, it, bạn gọi nó là ngôi thứ ba, số ít. Singular nouns, danh từ số ít. Non-countable nouns, danh từ không đếm được. Ba dạng này, động từ bạn sẽ thêm s hoặc là es. Khi nào bạn thêm s hoặc là es, các bạn sẽ đi tiếp. Tôi quay trở lại. Ở đây bạn thứ nhất nè. I, we, tôi gọi nó là ngôi thứ nhất. Bạn hiểu ngôi thứ nhất là sao? Ngôi thứ nhất có nghĩa là mình hoặc là có mình trong đó. I là mình rồi. We, chúng ta cũng lòng có mình trong đó. Bạn gọi là ngôi thứ nhất. You, you, bạn. Bạn gọi nó là ngôi thứ hai. Rồi, they là ngôi thứ ba, có nghĩa là một nhóm người nào đó họ ngôi thứ ba nhưng mà ở số nhiều. Nó khác với ba dòng bên dưới, he, she, it của bạn là ngôi thứ ba mà ở số ít, là nghĩa là chỉ có một người. Tôi đi lại ha. Ba dạng đầu tiên của bạn, I, we, you, they, plural nouns, động từ bạn giữ nguyên không chia, khi ở thì hiện tại đơn. Ba dạng tiếp theo, he, she, it, ngôi thứ ba số ít, singular nouns, danh từ số ít. Danh từ số ít là danh từ nhỏ hơn hoặc bằng một. Tôi lấy ví dụ một quyển sách hoặc là nửa cái gì đó, khi nó nhỏ hơn hoặc bằng một, các bạn gọi nó là danh từ số ít. Một dạng nữa, non-countable nouns là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được bao gồm chất lỏng, chất khí, những hạt rất nhỏ, một số danh từ trừu tượng. Chất lỏng, tôi lấy ví dụ như chữ water, nước, chất khí, oil, vân vân, xin lỗi, chất lỏng, water, oil, chất khí, ví dụ như carbon, hoặc là khí CO2 hay là khí hydro gì đó, vân vân. Rồi, những hạt rất nhỏ, ví dụ như salt, muối, sugar, đường, rice, gạo. Rồi bạn sẽ coi nó như là danh từ không đếm được. Rồi,
Một số danh từ chẳng hạn như chữ furniture, money, equipment, nó là danh từ không đếm được. Bạn sẽ không có hình thức số nhiều. Rồi, đối với những danh từ không đếm được, động từ bạn thêm s hoặc là es. Tôi đi tiếp cho các bạn. Ba dạng cuối cùng, he, she, it, singular nouns, non-countable nouns, động từ thêm s hoặc là es. Nhưng khi nào bạn thêm es? Động từ bạn thêm es khi những động từ tận cùng bằng x, sh, ch, z, o, s. Bạn sẽ thêm cho tôi es theo sau những động từ đó. Để cho dễ nhớ dòng chữ này bạn không bị quên, bạn có thể ghép chữ vô nè. X, xe nè, SH, CH bạn ghép cho tôi thành chữ chạy. Chữ Z và chữ O bạn ghép thành chữ dô. Chữ S bạn sẽ đặt ghép cho tôi thành chữ sân. Những động từ tận cùng bằng xe, SH, chạy, dô, sân. Khi chia ở ngôi thứ ba, số X không điểm được, bạn sẽ thêm ES. Bạn qua cách dùng ha. Use the simple present tense to indicate. Sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả. Cái thứ nhất, routine actions. Một cái thói quen, lịch trình hành động lặp đi lặp lại. Các bạn sẽ ghi cho tôi thì hiện tại đơn. Tôi lấy ví dụ. John brushes his teeth every morning. John đánh răng mỗi buổi sáng. Từ để các bạn nhận dạng, các bạn chia tiền tại đơn là every morning. Nó diễn tả một cái thói quen, hành động lặp đi lặp lại. Nên bạn sẽ chia nó ở thì hiện tại đơn. Ngôi thứ ba, John số ít của bạn, danh từ số ít, nó chỉ có một người. Động từ tận cùng bằng nằm trong xe SH nè, nằm trong xe SH chạy vô sân. Các bạn động từ bằng thêm ES chứ không phải là thêm S. Rồi, ví dụ thứ hai, Carol usually rides to work. Carol vẫn là danh từ số ít. Usually, thường thường, bạn trạng từ thường thường, nó diễn tả một cái thói quen lặp đi lặp lại của cách dùng đầu tiên. Cho nên, đối với danh từ số ít ngôi thứ ba nè, Carol chỉ có một người số ít, động từ bạn thêm S. Nó không nằm trong sẽ tác chạy vô sân thì động từ bạn sẽ phải thêm S vô. Ví dụ thứ ba, the teacher creates homework on Fridays. Bạn thấy chữ on Friday, những ngày thứ sáu, tất cả những ngày thứ sáu này giáo viên đều chấm điểm cả. Nó diễn tả một thói quen, một việc cứ lặp đi lặp lại. Bạn chỉ chia cho tôi thì hiện tại đơn. The teacher chỉ có một người số ít, động từ creates, các bạn thêm S. Cách dùng tiếp theo của thì hiện tại đơn, the fact, nó diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. Tôi lấy ví dụ, Hawaii is in the Pacific Ocean. Hawaii nằm trong Thái Bình Dương. Nó diễn tả một sự thật, động từ bằng danh chủ ngữ số ít, động từ bằng chia to be là is ở với một. Ví dụ thứ hai, some birds fly south for the winter. Một số loài chim bay về nam về mùa đông gì đó. Nó diễn tả một cái thói quen hoặc là một sự thật. Cái này đoạn kia thì hiện tại đơn, danh từ số nhiều, birds, động từ bằng giữ nguyên mà không chia gì cả. Ví dụ thứ ba, water consists of hydrogen and oxygen. Nước bao gồm hydro và oxy, diễn tả một chân lý, một sự thật. Ngôi thứ động từ water là danh từ không đếm được, động từ bạn thêm s hoặc là es. Cách dùng thứ ba, fixed time. Ở đây của các bạn là một thời gian biểu nào đó mà cố định, ví dụ như một hoạch định, một kế hoạch, lịch trình, chương trình nào đó mà bạn đã cố định, không thay đổi về thời gian, bạn đã biết. Động từ bạn sẽ chia thì hiện tại đơn. Tôi lấy ví dụ, the plan lands at Texas at 10 a.m. tomorrow. Máy bay hạ cánh hoặc là cất cánh gì đó lúc 10 giờ sáng ngày mai. Dù bạn có chữ tomorrow là tương lai, hành động xảy ra trong tương lai, nhưng khi nó đã là một lịch trình không thay đổi, lịch trình cố định về thời gian, cứ đúng 10 giờ nó hạ cánh hoặc cất cánh gì đó, bạn sẽ chia cho tôi thì hiện tại đơn.
Cách dùng cuối cùng của thì hiện tại đơn: names, occupations, languages, possessions, nationalities, tên tuổi, nghề nghiệp, tiếng nói, sở hữu, quốc tịch. Bạn sẽ chia cho tôi thì hiện tại đơn. Ví dụ, her name is Linda, Mary is a doctor. Tên cô ta là Linda gì đó, cô ta là bác sĩ hoặc là cô ta nói tiếng Anh. This house belongs to Mary. Căn nhà này thuộc về Mary hoặc là Mary sở hữu căn nhà này. Khi mang tính sở hữu một cái vật hay vật việc gì đó, bạn sẽ chia cho tôi thì hiện tại đơn. Hoặc là Mary is Chinese, Mary là người Trung Quốc, quốc tịch của một người nào đó, bạn chia thì hiện tại đơn. Summary. Tóm lược lại cách dùng của thì hiện tại đơn ha. Thứ nhất, hành động lặp đi lặp lại, sự thật hiển nhiên, một chân lý. Fixed schedule, lịch trình, thời gian biểu cố định. Rồi, tên tuổi, nghề nghiệp, tiếng nói, sở hữu, quốc tịch. Bốn trường hợp này các bạn sẽ chia cho tôi thì hiện tại đơn. Từ để các bạn nhận dạng, nãy giờ các bạn cũng đọc rồi ha. Tôi lấy ví dụ: generally, nhìn chung, often, usually, always, never, ever, frequently, hardly, vân vân. Gặp những chữ này thường các bạn chia cho tôi thì hiện tại đơn. Ok, topic for speaking. Using simple present tense, bạn có một bài tập nhỏ để các bạn áp dụng cái thì hiện tại đơn. Talk about your favorite or your dream job. Nói về cái công việc yêu thích của mình. In the talk, you have to mention what it is. Explain why you think it is perfect. Would you recommend it to other people? Trong bài này thì các bạn sẽ đề cập tới ba nội dung chính khi bạn, ví dụ như bạn có một cái đề tài nói về công việc yêu thích hoặc là công việc mới của các bạn. Nội dung chính đầu tiên các bạn sẽ đề cập cho tôi là công việc yêu thích là gì. Bạn sẽ giải thích tại sao bạn nghĩ công việc đó hoàn hảo. Bạn có đề nghị hoặc là giới thiệu công việc đó cho người khác không? Nội dung bài của bạn thì có một bài mẫu ha. Dựa trên bài đó thì từng câu tôi sẽ giải thích cho các bạn. Khi bạn muốn áp dụng thì hiện tại đơn vào một cái bài nói hay là một cái bài viết nào đó thì bạn sẽ đi từng câu. Về nội dung bài này thì tôi lấy ngắn gọn, không cần phải viết dài dòng. My dream job is to work as a teacher, as a lecturer. I always have a passion for teaching. So, I would like to work in this industry, as in this field. My father also works as a teacher, and he inspires me a strong passion and belief at the lecture hall. But why do I choose this job? It is an ideal job for me because I can train generations with knowledge to be a firm staff for their future career. And looking at the success in my place, I would like to recommend the job to those who have passion for teaching and those who would like to expand the knowledge as we innovate ourselves in careers. Tôi đi từng câu ha, cho các bạn. Công việc yêu thích của tôi là giáo viên. Khi bạn muốn nói câu này thì bạn sẽ có công thức. Ví dụ như công việc yêu thích của tôi phần chủ ngữ rồi. My dream job là một cái gì đó, bạn chia động từ. Là để làm một cái việc gì đó nữa, bạn sẽ có sao động từ to be sẽ là to, v0, nguyên mẫu không chia. Cho nên câu ở đây các bạn là is to work. Như là một cái gì đó thì bạn gắn chữ s cộng với một cái danh từ nghiệp, nghề nghiệp của một cái người nào đó vô. Tôi lấy ví dụ, my dream job is to work as a doctor, as a teacher, as a lecturer, or as an accountant, vân vân. Chẳng hạn bạn gắn theo công thức này ha. Nghề nghiệp của tôi là, nhắc tới đây, để làm việc như làm cái gì đó, to be rồi gắn vô chữ s cộng với một cái danh từ nghề nghiệp nào vô. Rồi câu thứ hai của bạn, tôi luôn có một niềm đam mê cho công việc giảng dạy. Ví dụ như theo bài này thì bạn sẽ luôn có, bạn sử dụng thì hiện tại đơn gắn vô I always. To have a passion for của bạn có nghĩa động từ have a passion, nghĩa là bạn có một cái niềm đam mê cho một cái việc gì đó.
bạn sẽ dùng cho tôi là have a passion for. Theo sau nó động từ nó sẽ là verb in hoặc là danh từ, cho nên của bạn sẽ là I always have a passion for teaching. Rồi. Tôi luôn có niềm đam mê cho công việc giảng dạy. So, chính vì vậy, I would like, muốn một cái việc gì đó, bạn sẽ có công thức would like hoặc là want, theo sau nó sẽ là to be real. Tôi muốn làm việc trong lĩnh vực này. Rồi, ví dụ tiếp theo của bạn, cha của tôi cũng là giáo viên gì đó và ông tạo nguồn cảm hứng mãnh liệt cũng như tạo một niềm tin mãnh liệt ở trên bục giảng. Cho nên câu này của các bạn là ví dụ như mà nói cha của tôi cũng hay gì đó, bạn sử dụng cho tôi là also, động từ của bạn V1, chủ ngữ X bằng thêm S, works as a teacher, cái gì đó. Rồi, câu tiếp theo, để thay đổi nội dung tí xíu, bạn chuyển sang là tại sao tôi chọn công việc này. Câu hỏi đối với thì hiện tại đơn, giống như lúc nãy của bạn là bạn lấy câu hỏi WS gắn vô rồi, thì hiện tại đơn, mượn trợ động từ đối với động từ thường, mượn trợ động từ do hoặc là does gì đó, rồi động từ giữ nguyên mẫu, chữ I, thì bạn coi ở một trong ba dòng đầu lúc nãy, cho nên bạn phải mượn trợ động từ do. Cho nên câu hỏi của bạn sẽ giờ là why do I choose this job? Tại sao tôi chọn công việc này? Nói lại gì đó, is cộng với động từ to be, cộng với một danh từ phía sau. It is an ideal job for me. Một công việc lý tưởng bởi vì tôi có thể đào tạo các thế hệ, có nghĩa là truyền kiến thức cho các thế hệ để có một bàn đạp vững chắc cho công việc tương lai của họ. Rồi, ý của bạn có thể đưa vào ha. Rồi, thêm một cái lý do nữa. Chủ ngữ của bạn ở đây, looking at their success, nhìn vào thành công của họ cũng là niềm hạnh phúc của tôi. Khi chủ ngữ của bạn bắt đầu bằng một cái động từ thì bạn sẽ là verb in. Từ đây đến đây, looking at their success, bạn sẽ là chủ ngữ, động từ bạn sẽ thêm S. Xin lỗi, động từ ở đây bạn sẽ chia là to be, nó sẽ là is. Động từ to be các bạn thấy là lúc nãy là MER, chia ở hiện tại. Khi chủ ngữ ở số ít, nó sẽ là is. R, chủ ngữ số nhiều, chỉ có riêng chữ I là chủ ngữ thì bạn sẽ là I am. Rồi, công thức would like lặp lại, tôi muốn cái gì đó, would like theo sau là to be real. Động từ của mình là recommend. Rồi, tôi muốn giới thiệu công việc này cho những ai có niềm đam mê đối với công việc giảng dạy và những ai muốn mở mang kiến thức cũng như là luôn không ngừng gì đó nâng cao nghề nghiệp của mình, muốn nâng cao nghề nghiệp của mình, innovate của các bạn, động từ innovate của các bạn giống như là bạn muốn cải tiến, bạn muốn phát triển nghề nghiệp của mình. Rồi, bài ví dụ mẫu về tiền tại đơn.